chỉ nhau năm nào rạch đôi bờ nhai, chỉ hai cửa ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh dắt lá dây trâu quấn quanh hàng cao. Trăng già trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu, đò ai không mến câu hò buồn biết trôi về đâu. Nhung nhớ cũng đành như một con đò thủy chung, gặp không may thương lòng chỉ hai trào nước mắt. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò. Thank you.
trời còn làm mưa lâu dài. Giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ suối mái lá nghèo cũng đừng giọt xin. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo về. Còn dầm mưa, tan cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa? Giọt nắng rớt sao hè, con vẫn ngồi nhén bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lớn trên giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cơm cầu.
bay phân giữa đêm chờ tin báo xuân. Tôi đón xuân giữa đất trời thắm xinh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người yêu thêm tươi đẹp mong lành, để cho đôi lứa vui trọn mùa xuân ngắm xa. Chuyện buồn năm đã qua, không có nhà do bay
muôn phương biến biệt chẳng ngừng trên trời nước ta. Em rước đèn đi khắp phố vườn, lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng già. Đèn ông sao với đèn ca tre, đèn thiên nga với đèn bấp bênh. Em rước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trăng trăng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Ông sao sao nắm cánh tươi màu, con đi rất dài căn cầu qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoa. Tùng dinh dinh tùng 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 dinh dinh, nay anh sao vui chiếc sao non ngà. Tùng dinh 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 tùng dinh dinh, anh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi đời. Trời rực sáng soi anh chàng, lòng ngập tràn mong nhớ về tuổi thơ. Bố hồi nhìn đàn chúng em đông vui, rộn ràng đèn trong tay lung linh lên. Cùng bạn bè ngồi dưới trăng vàng, kể chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ. Đèn hồng hồng xanh tím đèn quanh anh, cùng hòa nhịp hát vui cùng bọn chàng. Hát chi hát na chúc tôi hồn mơ đến ngày về trái đất kia. Có bầy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện trên ba cây nghe đời xưa. Hãy hòa đất ca cùng nhạc tình ta, có mọc tung tăng dưới trang. Chiều cuối ngăn ngơ kinh chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ kinh hoài. Tôi chỉ hát ca chúc tôi ngồi mơ đến ngày trên ba ghế nghe đời xưa. Hãy hòa đàn ca cùng nhạc tình tang, thơ mộng tung tăng dưới trang. Chiều cuối ngẩn ngơ tiếng chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ tinh hoài. Chiều cuối ngẩn ngơ tiếng chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ. Tấm hôn duyên sao nhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sâu, tiếng về nức nở tràn chưa sân trường, còn lại hai đứa cầm tay nhau nói yêu cũng buồn. Ngoài trời phượng rơi trong lòng vẫn vương, nhớ những bàn thân chung một mái trường, biết bao kỷ niệm mang đến thương rồi. Một tà áo tím dù xa nhau nhớ đừng lãng. Hãy
cảm. Đôi lần nhặt màu hoa thắm, lòng bâng khuâng biết mình đã về kỷ niệm lúc còn học sinh, tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường, đời học sinh vẫn nét đoan chính tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một không phiền không sầu vì ai, màu mắt hàng ngày tóc xóa buông dài, lời yêu đương vẫn sát bên tai, những lòng chưa hề yêu ai, bên xuân sinh ước hẹn ngày bên nhau gọi tên, vui say sưa mái trường thân mến và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm trốn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa phiêu bạc, cuộc đời phong ba nhớ thương về kỷ niệm ngày qua, tìm tương lai giữa chốn xa hoa phiêu bạc, cuộc đời phong ba nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Con gái nhớ quê xa phơi vợi dòng sông, giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi, tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa còn đâu, bóng quê nhà trong chiều xa vắng, tóc xóa thôi bay những ngày thơ. Tình em đó hôm lặng lẽ tháng ngày bên vừa, tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi, tình em như gió khao, tình em như sóng xô giặt trôi, đến bên bờ con người mong nhớ hạnh phúc đợi chờ,
dù xa nhau đóa dừa vẫn cài trên mái tóc, tóc gió thổi bay những chiều mưa. Hà Nội mùa này chiều không buông nỡ, vo vơ nghiêng nghiêng cành cây khô, con cóc liêu xiêu một câu thơ, hồ tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây, tưởng như còn thấy. Đồ đông gần em bay hiu hiu gió lạnh, hoa xưa thôi rơi ta bên nhau một chiều tan lỡ, đường cổ như xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nỡ, con cóc liêu xiêu một câu thơ, hồ tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây, tưởng như chiều không buông nỡ, vô vang nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cốc liêu xiêu một câu thơ, hồ tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, nỗi nhớ đêm làm gì Lập? Ủa tự nhiên chỗ này là chỗ của Hòa ngồi mà đi, sao giờ anh ngồi anh chặn anh ngồi đây vậy? Không có Hòa ở đây, anh ngồi anh lấp đầy khoảng trống cho em bớt cô đơn mà. Hòa bây giờ bỏ em đi làm chị Thiên Hà rồi. Gì? Yeah. Chị Như là mẹ Thiên Hà, bây giờ là tới chị Hòa làm chị Thiên Hà. Một người chị Thiên Hà. Đúng rồi. Nhưng người chị Thiên Hà này biết làm gì không? Biết làm nhiều thứ lắm luôn á nha. Làm gì? Biết may đồ nè. Trời ơi. Biết trồng cây luôn rồi. Cái trồng cây không quan trọng là biết hái trái cây xuống luôn rồi không? Thì nói chung là mình lấy cái tay mình hái nó xuống thôi. Hái không khéo nó dập cái hay cây. Hay quá. Đó. Cái chị này ghê dữ vậy hả? Biết cuốc đất luôn. Trời ơi, chị giỏi quá. Đó, mình chỉ cần ngồi đây mình nhìn lên sân khấu, mình quay trở lại nghe cái thập kỷ mà cách đây mấy ngàn năm. Trời ơi, cái thập kỷ. Người chị của truyền thuyết. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị đi gặp người chị của truyền thuyết. Xin mời. Chị ơi, bố chị ơi ơi. Sao? Có đứa ăn liếm về. Thằng này làm sao? Sáng em mua
một đùm roi thế này này, xong thì nó giật nửa roi của em rồi. Này, khóc mình phải khóc cho thật vào, khóc thế ai mà người ta xem. Ôi trời ơi. Rồi nè, để chị xử cho. Bố tổ sư thằng nào ăn cắp roi của nhà bà nhá. Bà nói cho chúng mày biết nha. Này, bà nói cho chúng mày biết nhá. Nhá, ăn cắp roi của nhà bà là không có được nhá. Này, ăn phải ăn hết, còn thừa một cọng roi nào nhá. Bà tìm thấy đứa nào nhá, bà vả cho thì vỡ mồm nghe chưa. Áo màu áo xanh chứng kiến cho bà. Chị hai ơi. Ôi lại làm sao nữa. Sáng nay em đi mua xôi, có đứa giật hết xôi của em. Ôi rồi lại xôi nữa. Tổ sư đứa nào thích ăn xôi thế. Từ nhỏ đến lớn chưa là được ăn xôi à. Bảo mẹ bảo cha nấu cho xôi nhá. Đừng có thấy nhá, nhà này không có cha không có mẹ, chỉ có con chị này là bắt đầu nhá, bắt nạt hai đứa em nhá. Này, nửa gói xôi. Thằng này cũng lửa gói rồi. Này, thế rốt cuộc là ai lấy xôi? 1, 2, 3. Áo vàng áo xanh không cần chứng kiến cho bà nữa. Biết ngay mà. Suốt ngày như thế, cứ như vậy á, làm sao mà chị đi lấy chồng. Trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng câu dưới nắng trong lá trầu không. Chỉ tôi trông dễ thương bán rau chờ cầu đồng ngôi à. Chỉ vẫn chưa lấy chồng. Người con gái lưng ông có bao người thầm mong theo. Mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi, chỉ thương hai đứa em với mẹ già còn đâu ơi à. Chị chưa muốn lấy chồng. Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thương ngày. Chỉ lại lo các em chuyện chồng con.
ngày chia tay bên sông, thấy chi buồn mà thương ngôi nhà, chị vẫn chưa lấy chồng. Rồi mẹ tôi khuất xa, có một người đàn ông qua, họ về xây chiếc cầu nối bờ sông. Nhìn chị tôi dễ thương, mới đem lời cầu hôn ơi à, chị cũng muốn lấy. Thế là chị ơi rụng bóng hoa gạo. Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh. Ngày chị sinh trời cho làm thơ, cho nét buồn vui bốn mùa chăn trở, cho làm câu hát để người ly lơ. Ngày chị sinh bỏ chờ tình người đã đoạn. Thế là chị ơi sung bóng hoa gạo, thế là chị ơi thân mến. Đó là Hoài Ngân, Viết Học và sự hỗ trợ của Hoa Minzy cùng với hai con lắng nghe cảm xúc của hai cặp huấn luyện viên còn lại. Xin mời anh Thanh Duy và chị Khải Như ạ. Hòa ơi, từ tập rồi em đánh trống, tập này em hỗ trợ các bạn trong đội của em đóng vai người chị, thực sự là anh nhìn thấy được cái tâm hồn của em rất là trong sáng. Và rõ ràng là khi mà em lên sân khấu một cái là em sáng trưng và mọi người phải tập trung vào sự diễn xuất của em. Em diễn rất là từ từ mà từ tốn, và nó có cái câu chuyện ở trong cái diễn xuất của em á. Thực sự là hồi hôm nay anh ngồi ở đây, anh rất thực sự anh rất là quý em và yêu mến em, là bởi vì là em là một người rất là có tâm hồn, một tâm hồn rất là nghệ sĩ. Cảm ơn anh. Vậy thì còn tiết mục này của các con thì sao ạ? Chú hơi tiếc một xíu vì ban nhạc không chơi quá nhiều tiết tấu để cho tụi con được phô ra cái chất giọng mộc nhất, nên nó sẽ hơi nguy hiểm cho không chỉ là tụi con đâu mà cả những ca sĩ đã đi hát rồi. Chỉ có những cái tiếng ra, những tiếng dạo nhẹ nhàng như thế buộc lòng người ca sĩ cái giọng hát phải thật là chắc, thật là khỏe. Tụi con có rất là nhiều chỗ hát trên, nhưng quan trọng nhất cái tinh thần và cái tình cảm. Tụi con làm được cái điều mà khiến cho chú phải rơi nước mắt. Cảm ơn ba bạn đã cho một cái tiết mục rất là xúc động ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Các bé sẽ không có diễn xuất được nhiều như Hòa, mà các bé sẽ tập trung vào hát, nhưng cô thấy được cái cảm xúc của tụi con. Có lẽ vì có cô Hòa ở đó, có cảm xúc ở đó nên tụi con hát á, nó vẫn có cái gì nó thổn thức, nó trong thật. Lòng nó thật. Và mình đang nghẹn ngào mình hát về người chị của mình đó. Chúc mừng các con, chúc mừng cô Hòa, chúc mừng anh Lập nha.
Anh Hùng Việt Trung và Diễm Nhi thì có giống như vậy hay không ạ? Anh Mời Trung gì? Còn đang lắng động tâm hồn lại với bài hát vừa rồi. Phải công nhận là chú Lập với cô Hòa dàn dựng cái phần trình diễn vừa rồi rất là tốt, không cần phải là quá nhiều đối với sức của hai tụi con. Nhẹ nhàng khúc đầu rất là dễ thương, từ từ đưa khán giả giống như cô nè đi vào câu chuyện, và càng về sau thì càng lắng hơn. Nhưng mà giá như trong giọng hát của hai tụi con thêm một chút xíu tình cảm, cô sắp khóc rồi, cần chút xíu nữa là nước mắt rơi luôn. Chúc mừng hai tụi con. Cảm ơn chị ạ, cảm ơn cô ạ. Không còn gì phải nói rồi, rất là sâu sắc và tạo cảm xúc cho Hồ Việt Trung. Nhưng còn về phần hát á, để bước vào vòng sau nữa thì đòi hỏi tụi con phải có một cái gì đó, một giọng hát phải đầy đủ hơn nữa. Nó phải sâu lắng chút xíu nữa, rắn động lại rồi tụi con hãy hát. Cô Hòa cổ ngồi cho tụi con diễn rất là nhiều. Chú thấy là chạy qua chạy lại là làm gì để tạo cảm xúc cho tụi con á. Nhưng lúc mà cô Hòa tự nó ra đây ngồi nè, thẫn thờ nè, là chị mình đợi chờ chuẩn bị khóc rồi đó. Phải hát cao trào hơn nữa, lúc đó là cảm xúc nó dồn nén lên rồi nha. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ý kiến của hai cặp huấn luyện viên còn lại. Còn Hòa thì sao? Thật sự là em rất là tin tưởng anh Lập á, cho nên là khi mà anh ấy bảo là Hòa ơi, tiết mục này em sẽ chửi nha. Sao chưa gì mà diễn bắt em chửi rồi? Tại vì đây là một ca khúc rất là sâu lắng, nó là hai ca khúc kinh điển. Thì thật sự là khi mà giao cho hai con bài hát này, đây đã là một cái thử thách rồi. Mọi người cứ nghĩ là cái bài hát nhẹ nhàng nè, nó sẽ dễ hát hơn này kia. Nhưng thật ra các con phải tập trung cái giọng hát, và cũng như là mình kể ra một cái câu chuyện ấy. Mình kể càng thật thì khán giả mới càng thấm được cái nỗi lòng của mình mà đang kể qua câu chuyện đó. Ngày hôm nay em cũng diễn nên là em chưa nghe được các con của mình hát kỹ càng như thế nào. Nhưng mà khi mà tập ấy ạ, các con cũng đã thể hiện được một cái phần nào cái cảm xúc mộc mạc và nỗi lòng mà em muốn truyền tải tới. Cũng qua nhờ lời nhận xét của anh chị thì em sẽ rút kinh nghiệm để nếu các con có lọt vào vòng trong thì mình sẽ tập luyện cho các con nhiều hơn. Em dạ cảm ơn anh chị rất là nhiều. Còn về anh Lập thì anh Lập mới bảo là bây giờ em lên sân khấu thì em phải tạo ra những cái hoạt cảnh ấy để tạo cảm xúc cho hai con. Anh Lập có bảo chương trình chuẩn bị cho em cái cuốc nè, cái giá đựng rau, rồi cái bức thư này kia để em có thể diễn. Thì mấy cái đó là sân dần đó em. Ngày hôm qua thì em diễn nhưng mà em vẫn chưa có thể nhập tâm vào á. Nhưng mà anh Lập cũng nói với em nhiều, làm em thì làm tốt không lắm biết. Đó Hòa, thật sự dạ, cảm tốt. Ơn anh rất là nhiều. Rất là dễ thương, Hòa dễ thương. Cái vòng trước đây tụi con có thể hát bằng cái kỹ thuật, nhưng đã vào vòng này rồi, tụi con phải hát bằng cảm xúc. Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. Cái bài này ban đầu á, Hòa nói với anh á, đúng là nó buồn kinh điển á. Chú sợ lắm, chú sợ cái gì đó nó quá là quỷ mị, nó quá là bi thương đi. Chú nói thôi, bây giờ mình diễn tả một cái câu chuyện ba chị em, nó dí dỏm một chút xíu, mở cảnh là bà chị này bà rất là hung dữ đi chi. Bà hung dữ là bởi vì để bảo vệ các em thôi. Nhưng mà phía sau là cả một câu chuyện của người chị Hòa đó. Làm hết tất cả mọi thứ, dẫn dắt cảm xúc khán giả từ ban đầu vui nhộn, tiết tấu rất là dữ dội, dần dần mềm mại dần và đưa các con vào trong bài nhạc. Thì đó là một cái món quà mình gói ghém trong đó nhiều cái cung bậc cảm xúc để mang đến cho khán giả. Khán giả mở ra một cái ôi, vừa được cười, vừa được cảm nhận. Đó là một cái món quà rất là quý giá mà tụi con cũng như là cô Hòa và chú gửi gắm cho nó gửi đến cho khán giả. Xin chúc mừng tiết mục này của hai con với sự hỗ trợ của cô Hòa Minzy và chú Huỳnh Lộc, có một cái tiết mục rất là đông đầy cảm xúc. Một tràng hốt tay cho hai con. Xin cảm ơn Hòa Minzy. Vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng.
bé bỏ bầy con thơ. Hoàng, má thương, má thương nào, má sắp về rồi con. Hoàng nha, má thương, má sắp về rồi. Hoàng, Hoàng nào, Hoàng. Con cười với má đó phải không? Con cười đúng không? Má ơi, má đừng có như vậy nữa được không má? Má nhìn nè, con mới là con của má. Còn đây là gì? Đây chỉ là một con búp bê thôi mà má. Đây là con của tôi. Cô là ai vậy hả? Hai người là ai? Con tôi ở đây nè. Hoàng, 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 Hoàng nha. Má thương, má thương. Ờ, nín, nín, nín. Không có, con má ở đây. Không có gì mà sợ hết. Hoàng, má thương con. Từ khi mà ba bỏ má đi á, má mình trở nên điên loạn vậy. Ngay cả tụi mình là con của má mà má cũng không nhận ra nữa. Nếu mà cái tình trạng này nó cứ xảy ra vậy hoài á thì... Thôi mà chị hai, dù sao thì mình cũng là phận làm con. Mình phải có trách nhiệm lo cho cha cho mẹ của mình chứ chị hai. Mặc dù á, má không có nhớ mình là ai hết chị hai, nhưng mà mình vẫn phải lo cho má. Má ơi, má, má ăn cơm không má? Má ăn cơm không? Tụi con lấy cơm cho má ăn nha má. Cơm? Em bé uống sữa. Không có cơm. Sữa, sữa, sữa. Thôi giờ để con lấy nước cho má uống nha má. Ngoan, 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 đến đến má thương. Nước của má nè má. Không phải ai. Nước. Sữa. Sữa, sữa. Sữa, sữa. Ngoan, ngoan, ngoan. Má cho bú sữa nha. Ngoan nào, má cho bú sữa. Từ ngày á mà ba đi, má buồn, rồi má cũng bỏ hát luôn. Thôi thì hôm nay con có mời mấy chú trong ban nhạc ngày xưa là bạn của má đó má, về đây để đàn cho má nghe những bài ngày xưa mà má hay hát đó má. Hồi xưa má hát hay lắm đó má. Đúng rồi đó má. Con mong là sau khi á mà má nghe á thì má sẽ bớt nhớ ba hơn và sống vui vẻ với tụi con nha má. Nha má. Hát. 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 Đẹp. Má đẹp lắm má, má đẹp ơi. Đẹp. Đẹp. Mấy chú ơi, mấy cô ơi. Thôi má qua đây ngồi nha má. Bye.
trời than thở. Tiễn bước cha đi trong nước nở con bú nha. Ngoan ngoan nào. Đây 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 má đây. Nín nín nín. Má thương, bà sắp về nha. Thôi mà chị Hai, em nghĩ cái cách này á cũng hữu dụng lắm á chị Hai. Nếu mà mình làm như vậy với má hoài á thì có thể má sẽ tỉnh dậy á chị Hai. Má sẽ nhớ là tụi mình là ai á chị Hai. Trong lòng
chờ con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Hôm xưa nhìn lá rơi hoài thương con, mẹ trông con về chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ. Này là gần tới mộ của mẹ mình rồi đó. Gần tới mộ của mẹ rồi hả chị hai? Nãy giờ hai đứa mình đi lâu quá, đi đường dài quá chị hai ơi. Út có mệt không? Dạ em mệt có chút xíu à chị hai. Kìa, mộ của mẹ mình ở đó kìa. Dạ, hay là bây giờ hai đứa mình ngồi xuống bày đồ rồi thắp nhang cho mẹ nha chị hai. Ừ. Em ba cây, chị ba cây nha. Dạ chị hai. Mẹ ơi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ, hai chị em con tới đây thăm mẹ nè. Út bây giờ cũng lớn lắm mà mẹ ơi. Dạ đúng rồi mẹ, bây giờ cũng lớn lắm rồi. Mặc dù á là con chưa thấy mẹ lần nào hết trơn á, nhưng mà con nhớ mẹ lắm. Chị hai ơi, không biết là chị hai giống mẹ hay là em giống mẹ nữa ha chị hai? Chắc Út giống mẹ, tại vì em gái của chị đẹp mà. Thôi từ sáng giờ đi cũng đường dài rồi, còn trong nỗi cha bố con bơ vơ đi theo người, cậu đem về cưu mang vì thương cháu khác xưa. Cho người
đứa con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ sinh hai con ra mà mẹ không thể lo lắng, thương yêu, chăm sóc cho hai con. Nhìn hai con như thế này mẹ đau lòng lắm, nhưng mà mẹ không thể làm gì hơn được hai con à. Hai à, con là chị lớn, con phải biết chăm sóc lo lắng cho Út nha con. Hai đứa cố gắng nương tựa nhau mà sống nha hai con. Mẹ, đã tới lúc mẹ phải đi rồi hai mẹ con ơi. À mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ hai tụi con nữa mà mẹ ơi. Mẹ ơi, chị Hai, mẹ ơi, chị Hai, mẹ đừng bỏ hai đứa con nữa mà mẹ ơi. Mẹ về thăm hai đứa mình đó em. Chị Hai ơi, chị Hai ơi, em thấy có ai đâu chị Hai ơi. Chị Hai đừng có làm em sợ nha chị Hai ơi. Chị Hai đâu rồi chị Hai? Chị Hai ơi. Trời ơi, rõ ràng là mẹ ở đây mà. Mẹ chị Hai, chị đừng có như mẹ vậy ơi. Nữa đâu mà chị Hai. Chị đừng có làm em sợ nữa mà chị Hai. Cô
nhỏ để nhớ lại ngày nào sống bơm bo còn mịt mờ trong khói lửa người bơm bo sống giữa căm hờn. Các anh đã dừng lại túm liều tranh trên đổ nát điêu tàn nghe vang giọng tiếng chài gõ nhịp anh mỉm cười rồi dối dạ bước nhanh chén rượu cần em mang đến mời anh tiệc đơn sơ nhân tình nghe đậm đà kể từ ngày anh đi chiến đấu miền xa tận đến nay đã bốn mùa lá đó hậu. Đức vua đã về đến hoàng cung và xin được vào diện kiến cùng thái hậu. Người ra bẩm báo với ngài ngữ rằng ta không được vui, xin ngài ngữ hãy quay về. Dạ muôn tàu. Đi. Tuân lệnh. Lệnh mẹ, ngày mai là ngày vũ kỵ của Tiên Dương. Con mãi mê săn bắn ở rừng Thuận Trực. Trên đường về gặp phải mưa to gió lớn, thì ngược nước nên con không về đúng như lời mẹ dạy. Con có lỗi, xin mẹ hãy phạt roi rồi tha thứ cho con. Mẹ đừng giận, kéo hao mòn ngọc thể. Cảm ơn ngài ngự đã để lòng lo lắng.
thật trong lòng ngài đâu kiên nể. Dẫu khi tiên dương ngài còn dám xem thường thì có nghĩa gì những lời ta giấu? Xin mẹ hãy tha thứ cho con. Thôi, đêm đã quá khuya, ta cần nghỉ ngơi, xin ngài hãy lui về. Mẹ ơi, đi. Cầu mong mẹ tha thứ cho con. Nếu cần gìn giữ kỹ cương thì trăm rồi mới đáng tuổi vô nghì. Không cần phải nể kiên gì, ta sẽ thi hành để làm gương. Không dạy được con là tội ở nơi ta. Ghi chép ngài biết dạy cho người những điều hay đẹp, sao đạo làm con ngài không giữ cho tròn lời dạy của mẫu thân.
hồn tâm nào. Với tự thân con trọn bề yêu thào, mới mong có được lòng yêu kính của thần dân. Nếu được vậy thì ta rất mừng. Thôi, đêm đã khuya, ngài ngự hãy lui về an nghỉ, để sáng mai còn lo cho ngày kỳ của tiên dương. Nhưng còn tội bất hiếu của con, xin mẹ hãy phạt rồi thì con mới yên lòng là mẹ đã tha thứ và không còn hờn giận. Rồi con dâng mẹ và cúi xuống đây chờ nhận lãnh tội hình. Ngày vui chơi săn bắn, quan quân theo hầu ngữ sức nhọc nhằn, lại còn phải hộ giá ngài giữa đêm gió mưa rét lạnh. Nếu như ngài muốn ta tha không giận, thì ngài hãy ra lệnh ban thưởng xứng đáng cho quan quân. Ta không cần phạt soi, và coi như ngài đã đói công. Thank you.
con ốm đau, mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi bôn ba, thăm lại mẹ cha đêm ngày mong chờ tin con. Con quỳ con lại mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chính suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng lòng khắp sâu trọn đời. Đạo con chưa hiểu ghi đầu, ơn cha nghĩa mẹ khắp sâu trọn đời. Nè em mang đi em. À, em mang đấy. Cả đêm sóng bóng chớt thu bé lại tự bằng một cô gái. Bây giờ gì đâu mấy đứa con nít mới bay lớn mà. Anh ơi ủng hộ tụi em vài cây kẹo kéo được không anh? Không không chị không mua. Chị ơi ủng hộ tụi em vài cây đi chị. Thôi chị sao mua tụi con đâu. Nhỏ mà hát nhạc người lớn không vậy? Mấy nhạc này chúng có thích. Em có biết hát nhạc dân ca không? Dạ biết. Em bán kẹo kéo á mà em dạ. Hát nhạc dân ca thì nó tình cảm hơn đúng không? Dạ. Bây giờ em hát nhạc dân ca đi. Nếu mà hát hay á thì chị sẽ mua kẹo cho em được không nè? Dạ, dạ để rồi. Em ra chuẩn bị nha chị. Vô đi. Vô. Và theo lời yêu cầu, cô xin rể của chú chị một bài hát dân ca được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Ai đời nỗi trói đau biết đến ngày mai.
Tên là Tèo Em, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Cà Mau. Sở thích của con là ca hát và ước mơ của con sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Sao bữa nay anh hai vui dữ vậy? Sao mà không vui được, bữa nay anh hai có xương lớn mà. Hát xong á có chút tiền hai anh em đi học. Yên tâm, tiền đi học cái gì, để tối nay anh hai hát xong show này, anh hai sẽ có tiền cho hai anh em mình đi học, thế thôi. Mình phải sang. À.
chú giờ bò vào viên không thôi, không ăn hủ tiếu đâu. Ăn hủ tiếu nhiều mập nha anh Quy. Trời ơi. Vũ, hồi nãy em nghe em tưởng là nữ. Đúng đó, thật sự là như vậy, tưởng là một cô bé. Đúng là mở cánh cửa đó ai cũng bất ngờ hết. Bất ngờ luôn. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú biết đi. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Tèo Em. Con đến từ Cà Mau, năm nay con 14 tuổi. Tèo Em hả con? Tèo Em tên nghe dễ cưng dễ sợ. Hôm nay con lên đây với ai? Dạ con lên với ba. Gia đình con đang làm công việc gì? Dạ mẹ con đi làm xí nghiệp, còn con với ba thì đi bán kẹo kéo. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa tôi bời. Vỉa hè chính là sân khấu lớn nhất, sân khấu trải dài cả một thành phố. Ở đâu có khán giả, ở đó chính là sân khấu của con. Xe máy, lo, micro có thể là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng âm nhạc mới thật sự là điều tuyệt vời nhất. Từ Cà Mau lên đây, cuộc sống ở nhà thuê, nơi đây mai đó, vất vả lắm. Thấy con lạc quan nó mới hát tôi cũng mừng lắm. Chỉ mong cho con đừng bỏ cuộc, cả gia đình cùng ủng hộ con. Mong muốn lớn nhất của con là bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để trở thành một ca sĩ. Lúc ấy con sẽ cho thằng em đến trường và cả con nữa, con cũng sẽ đi học. Cả nhà sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng giấc mơ ngọt ngào này sẽ sớm trở thành hiện thực. Con nghỉ học từ lúc nào? Dạ từ lúc con học lớp 4. Con có muốn đi học lại không? Dạ muốn. Nếu như mà chú có thể giúp con đi học lại, con có chịu đi học lại không? Cái lời hứa này thì nó nặng ký lắm. Đối với chú, đi học là cái quan trọng nhất ở trên đời. Dạ. Tại vì nó sẽ giúp mình có một cái nền tảng để sau này con muốn làm gì cũng được trong cuộc sống hết. Dạ. Hôm nay mình có duyên mình gặp nhau, chú gạt cần cho con. Chú hứa với con là chú sẽ tìm đủ mọi cách để cho con có thể đi ăn học tới khi con ra trường. Dạ. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Tèo Em ơi, tại sao con quyết định tham gia chương trình này? Dạ tại vì con đam mê trở thành ca sĩ. Con còn có ước mơ nào khác nữa không? Dạ. Yeah, vậy đủ rồi. Với giọng hát như thế này thì cô nghĩ rằng là ước mơ đó hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực trong tương lai. Vì con là một người có giọng hát rất là truyền cảm. Trong cái giọng hát của con á, nó có nhiều cái tâm sự lắm. Nhưng mà trước khi mà thực hiện cái ước mơ lớn đó thì bằng cách nào đó phải quay về với việc học, vì nó sẽ giúp cho con thay đổi cuộc sống và dạ, gia đình của mình nó sẽ khá hơn. Bây giờ con an tâm rồi đó, con sẽ đi học, chắc chắn con sẽ đi học. Và chú sẽ bảo đảm con phải đi học, con không đi học là chú sẽ đánh con. Đánh đòn đi nha. Tèo Em, khi mà con nói về mọi thứ, khi mà con hát, khi mà con xuất hiện, con làm cho mọi thứ giống như dừng lại để dạ, nghe con. Và thật sự là cô và cả chú Huy cảm ơn chú Dương Trường Vũ đã tạo điều kiện cho bé lại quay trở lại đi học. Một cái hành động rất là đẹp. Cô sẽ không nói thêm về cái gì hết. Quan trọng là con thích cái gì, con muốn chọn đội ai con cứ chọn. Chú nhìn con, chú không có thấy được cái sự tuổi thân hay là cái gì hết. Con rất tự tin. Tự tin, con tự hào về bản thân con. Cái đó là nơi con bắt đầu, nơi con tới đâu thì cái đó hoàn toàn do con quyết định. Con cứ chọn đi. Rồi, sân khấu là của con nha. Dạ. Bây giờ con chọn đội bên nào thì cứ chạy đến và ôm chầm cô chú. Chạy tới để nói, để nha, nói. Mình bỏ qua cái vụ mà chạy lại ôm chầm hay không vậy? Từ nào chạy lại ôm tôi cũng không có trường. Con nói đi. Dạ, con xin về đội của... Cô Ốc và chú chúc mừng Tèo Em đã trở thành một thành viên trong đội huấn luyện viên Dương Trường Vũ Ốc Thanh Vân. Hãy quay trở lại trường học và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình nhé. Đêm đêm
Bò vào viên không thôi, không ăn hủ tiếu đâu. Ăn hủ tiếu nhiều mập nha anh Quy. Trời ơi. Vũ, hồi nãy em nghe em tưởng là nữ. Đúng đó, thật sự là như vậy, tưởng là một cô bé. Đúng là mở cánh cửa đó ai cũng bất ngờ hết. Bất ngờ luôn. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú biết đi. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Tèo Em. Con đến từ Cà Mau, năm nay con 14 tuổi. Tèo Em Tèo Em, cái tên nghe dễ cưng dễ sợ. Hôm nay con lên đây với ai? Dạ con lên với ba. Gia đình con đang làm công việc gì? Dạ mẹ con đi làm xí nghiệp, còn con với ba thì đi bán kẹo kéo. Cũng nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa tôi bời. Vỉa hè chính là sân khấu lớn nhất, sân khấu trải dài cả một thành phố. Ở đâu có khán giả, ở đó chính là sân khấu của con. Xe máy, lo, micro có thể là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng âm nhạc mới thật sự là điều tuyệt vời nhất. Từ Cà Mau lên đây, cuộc sống ở nhà thuê nơi đây mai đó vất vả lắm. Thấy con lạc quan nó mới hát tôi cũng mừng lắm. Chỉ mong cho con đừng bỏ cuộc, cả gia đình cùng ủng hộ con. Mong muốn lớn nhất của con là bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để trở thành một ca sĩ. Lúc ấy con sẽ cho thằng em đến trường và cả con nữa, con cũng sẽ đi học. Cả nhà sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng giấc mơ ngọt ngào này sẽ sớm trở thành hiện thực. Con nghỉ học từ lúc nào? Dạ từ lúc con học lớp 4. Con có muốn đi học lại không? Dạ con muốn. Nếu như mà chú có thể giúp con đi học lại, con có chịu đi học lại không? Cái lời hứa này thì nó nặng ký lắm. Đối với chú, đi học là cái quan trọng nhất ở trên đời. Dạ. Tại vì nó sẽ giúp mình có một cái nền tảng để sau này con muốn làm gì cũng được trong cuộc sống hết. Dạ. Hôm nay mình có duyên mình gặp nhau, chú gạt cần cho con. Chú hứa với con là chú sẽ tìm đủ mọi cách để cho con có thể đi ăn học tới khi con ra trường. Dạ. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Tèo Em ơi, tại sao con quyết định tham gia chương trình này? Dạ tại vì con đam mê trở thành ca sĩ. Con còn có ước mơ nào khác nữa không? Dạ. Yeah, vậy đủ rồi. Với giọng hát như thế này thì cô nghĩ rằng là
ước mơ đó hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực trong tương lai, vì con là một người có giọng hát rất là truyền cảm. Trong cái giọng hát của con á, nó có nhiều cái tâm sự lắm. Nhưng mà trước khi mà thực hiện cái ước mơ lớn đó thì bằng cách nào đó phải quay về với việc học, vì nó sẽ giúp cho con thay đổi cuộc sống và gia đình của mình nó sẽ khá hơn. Bây giờ con an tâm rồi đó, con sẽ đi học, chắc chắn con sẽ đi học. Và chú sẽ bảo đảm con phải đi học, con không đi học là chú sẽ đánh con. Đánh đòn đi nha. Tèo em, khi mà con nói về mọi thứ, khi mà con hát, khi mà con xuất hiện, con làm cho mọi thứ giống như dừng lại để nghe con. Và thật sự là cô và cả chú Huy cảm ơn chú Dương Triều Vũ đã tạo điều kiện cho bé lại quay trở lại đi học. Được một cái hành động rất là đẹp. Cô sẽ không nói thêm về cái gì hết. Quan trọng là con thích cái gì, con muốn chọn đội ai con cứ chọn. Chú nhìn con, chú không có thấy được cái sự tủi thân hay là cái gì hết. Con rất tự tin. Tự tin, con tự hào về bản thân con. Cái đó là nơi con bắt đầu, nơi con tới đâu thì cái đó hoàn toàn do con quyết định. Con cứ chọn đi. Rồi, sân khấu là của con nha. Dạ. Bây giờ con chọn đội bên nào thì cứ chạy đến và ôm chầm cô chú. Chạy tới để nói, để nha. Nói. Mình bỏ qua cái vụ mà chạy lại ôm chầm được hay không vậy? Lần nào chạy lại ôm tôi cũng hụt hết trơn. Con trời. Nói đi. Dạ, con xin về đội của... cô ốc và chương trình. Chúc mừng Tèo Em đã trở thành một thành viên trong đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ Ốc Thanh Vân. Hãy quay trở lại trường học và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình nhé. Hoài vậy? Anh hai ơi, em vừa gặp một ông khách quý, đánh dài xong tiền công ông có trả.
vừa ngồi đây em mời ông tắm dài. Tuy rằng á, hai con mắt á, ông cứ nhìn qua nhìn lại mà ông cũng gật đầu á, miệng bảo ok. Em mới vội vàng ngồi xuống rổ tài cho ông thức, ông mê. Nhưng có ngờ đâu không có một đồng xu, còn phải đưa tay mà nghe ông chơi. Thôi em đừng buồn nữa. Ôi trời, nhạc đâu sơn dữ vậy? Em anh làm gì vậy? Thì nhạc xung quá anh hai nhảy có gì đâu nè. Thì đó, cũng tại cái bàn mâm bô của tiệm kem phía trước đều giật gân làm cho ông ngỡ dò. Tay ông gõ miệng ly, còn miệng thì hát ồ ồ. Thì ông cứ nhịp lia, bỗng có một cô gái đẹp ơi là đẹp đi qua. Ông liền nhớ chiếc lò xo, xô bàn đứng dậy xi ra dính quần. Ông liền nói trầm lôi định chửi em một mạch, rồi à đành à đi luôn. Thôi, định luôn tới sáng hay gì á? Thì em tức, em mới ơn. Nhưng mà nghĩ lại á, cũng đâu phải lỗi tại em đâu. Sao em không chạy theo ông khách đã đòi tiền lại? Có, anh đi đi. Đi đâu? Thì á, anh giả làm ông khách. Anh đi đi, rồi em đi theo. À, em theo em mới nói. Thôi ông, xin ông dừng lại cho em ba. Đồng. Ê, trời ơi tụt. Ông quay lại nhìn em với cái mặt hầm hầm. Em tính nói nữa thì ông hất văng luôn cái hộp á, rồi lạnh lùng á cùng người đẹp bước lên xe. Nghe máy nổ á, mà em tan gan nát ruột luôn. Nhìn đồ nghề á, mà nước mắt cứ rưng rưng. Em của anh bị rí bom, tìm đâu mua thuốc kỹ năng đem về. Ủa, em mới nói gì vậy? Thì em nói á, là em của anh á, bị rét ba hôm rồi. Em tính á, là đi đánh giày phụ anh lo cho tụi nó. Mà giờ á, người ta không có trả tiền, rồi làm sao đây? Trời ơi. Thân em nè, em còn chưa có lo xong, nghĩ sao đi lo cho em của anh hai vậy? Thôi em đừng có buồn nữa ha. Đồ nghề của em á, em lượm xong hết chưa? À, anh hai có vài đồng nè, em cầm đỡ đi ha. Rồi à, theo anh hai á, đi khắp mấy cái nhà hàng gần đây nè, kiếm khách đánh dài ha. Không, em không có lấy đâu. Anh đi bán á, kiếm từ đồng, từ cắp. Anh cho em, rồi lấy cái gì mà ăn? Thì anh đi bán vài bữa là cũng có tiền à, em lấy đi. Không. Em á, em đúng là lì. Lì y như là cái tên mà má em đã đặt vậy đó. Anh nhịn hoài à, có chết chóc gì đâu. Vì anh không có bà con ruột thịt, không họ hàng, cũng chẳng có mẹ cha. Một mình rào phố ngày đêm, nhà anh ở khắp thị thành bao la. Giàu thì xôi bắp bún bò, nghèo thì xôi bắp cũng qua một ngày.
hai anh em mình cùng đi kiếm khách đánh dài tiếp ha. Dạ. Đánh dài đây, đánh dài đi. Kính thưa bà con cô bác, tối đến nay, tại Bến Phà, xã Phước Khánh, đoàn tạp kỹ vui nhộn của ông Năm Tài Tử sẽ cho lên màn một chương trình hoành tráng lệ. Với dàn âm thanh không rọt rẹt, ánh sáng không mờ ảo, và đặc biệt với sự góp mặt của các diễn viên trẻ xém đẹp sắp nổi tiếng như Thế Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Tâm, Triệu Phú, Wendy và Quách Phú Thành, Midi in Việt Nam. Kính mời bà con ghé xem, vé hiện đang bán tại các quầy bán thịt heo của ông Bảy Xề. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Rồi rồi bà con kéo tới quá rồi, từ ơi. Rồi ơi mấy đứa. Rồi rồi này nè, đội mão vô nè con. Rồi đã bà con tới rồi đó hen. Rồi nè mấy bộ đồ này ha, ngày hôm qua bộ đồ của con bận á là cô Thanh Hằng cho đó nghe. Đó bộ đồ này nè, ông Năm thắc mắc hoài à, không hiểu, dường như là ông quầy lên ông đóng kịch sao có bộ đồ này không cho bận vừa y chờ. Đó được. Ủa tôi có Thanh, sao con không bận đồ vô? Dạ con mệt quá trời. Sao mệt? Con đói bụng. Thôi cố gắng đi, diễn xong suốt này á cha con mình ăn sang bữa, bây giờ mệt ngồi nghỉ cha thấy con. Rồi chuẩn bị nè. Đó, chuẩn bị chưa? Rồi, lên, vô, chuẩn bị nghe. Mở màn. Dòng sông lăng đang tràn sang cõi bờ, vẫn làm trai ta đâu thể ngồi yên. Tạm biệt phụ nhân, ta sống lướt xa trường, mang chiến thắng về cho non nước phù quân. Ngoài biên cương gió tung bụi mù mịt mờ, dặm sâm lăng tấn đông lan tràn cõi bờ, bầu trời tan tóc quê hương mình đau buồn, loạn ly khóc thương lứa đôi lìa xa. Tình mình sẽ xua kim ngàn đời không. Xin lỗi bà con nha, không sao đâu con, đi thay đồ đi con. À, không sao, cảm ơn bà con nhiều nha. Dạ xin cảm ơn bà con. À, cảm ơn bà con, xin lỗi sự cố kỹ thuật nha, bữa khác quay lại con nha. Rồi. Nè, dường như bà con cho tiền nhiều lắm phải không? Rồi. Hai đứa chạy qua quán của ông Bảy mua con gà quay mấy ổ bánh mì về. Hôm nay mình ăn sộp bữa ha. Đi con.
lúc nãy á, con đưa cho cha nửa ổ bánh mì á, mà cha không có chịu ăn. Bây giờ cha không có sức á, nên cha té đó. Không có sao đâu con. Đi. Ê khoan, ở trong có bận gì không? Dạ hả? Vậy tao lột được. Nè. Ăn kia qua đây con. Cha ơi, cha ăn với tụi con đi cha. Rồi. Chút cha ăn sau, tụi con đói bụng ăn trước đi. Dạ. Rồi. Dép con nè. Này em thèm lâu lắm rồi. Rồi, ăn đi con, gan với mấy anh chị đi. Em thay đồ xong rồi đó. Phần của em đâu? Nè. Cái này á hả? Con chạy cái cảnh này lắm rồi. Em xin lỗi, tranh cái đùi nè. Không thèm. Thành, sao vậy con? Cả nhà không có ai thương con hết á. Con đóng vai kém chính á, mà đối xử với con vậy đó hả? Con biết á, con là con nuôi của cha, cho nên á, anh em trong nhà lúc nào cũng ăn hiếp con hết á. Nghe cái cha nè, cha cũng đâu thương gì con đâu, cha chỉ thương con ruột của cha thôi. Thành, em nói cái gì kỳ vậy? Em nói như vậy không sợ cha buồn hay sao? Xin lỗi cha lẹ lên. Em lỗi gì mà nó xin? Em cha ích kỷ á. Thành, sao con nói cha ích kỷ? Chứ không phải á, mẹ ruột của con đã đánh gặp cha, giờ xin con về ở với mẹ, mà cha nhất quyết không cho con đi. Thành, thiệt vậy hả Thành? Em nói thiệt hả? Phải, mẹ ruột của tôi có đến tìm tôi, nhưng cha không cho tôi đi, vì cha sợ nếu tôi đi rồi ai sẽ hát cái vai kép chính này đây, mà nếu không có ai hát á thì cha sẽ không có tiền. Phải không cha? Mày! Dạ! Yeah. Đó, mày là con nuôi của tao, mấy đứa này đứa con ruột này, nhưng mà cha thương con mà Thành. Con nói gì kỳ vậy? Cha lượm con từ lúc con đỏ hỏn cha nuôi đến ngày hôm nay, sao không thương? Rồi tự nhiên khi khổng khi không có người đàn bà họ xuất hiện, họ nói họ là mẹ ruột của con, thì làm sao mà cha cho con đi theo người ta? Nhưng người đó giàu có, người đó sẽ làm cho con đổi đời, người đó sẽ cho con một cuộc sống không phải như vậy. Con chán sống cái cảnh này lắm rồi. Thành, còn anh chị nữa, đừng có làm bộ mà thương yêu tôi nữa. Nếu anh chị thật lòng thương yêu tôi á thì đâu phải dành ăn với tôi. Chà, mẹ con đã tới gặp con rồi, và đã cho con coi giấy khai sanh thật của mình rồi. Con muốn về với mẹ ruột của con. Mẹ con đang đậu xe chờ con ở bên kia bà kìa. Thưa cha con đi. Thành ơi, Thành. Cha ơi, thằng Thành nó không phải vậy đâu cha ơi. Để con coi, con được theo nó coi sao nha cha. Thành ơi, Thành. Con sai
tiều tùy sắc thôi. Gánh nặng gì con trong cảnh đói nghèo, áo bạc màu cơm chẳng đủ no. Thank you.
đừng bỏ cha nha con ơi, đừng bỏ mấy anh chị.
một tấm gương trong sáng dù năm tháng mờ phai. Theo ngày tháng trôi, lưng cha còng mặt kém tay run. Cha còng rơm lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ hoa mau. Công mẹ ơn cha năm tháng dài nuôi nấng đời con. Xưa dấu yêu mai sau khi thoa niềm mong đời đó, nhật ký ngày xưa viết thêm lời yêu dấu ngọt ngào, trường đời bên nhau cùng say niềm mơ ước. Hẹn một ngày sau rồi chúng mình sẽ lại gặp nhau. Thời gian rồi cứ trôi xóa màu mực in. Xin nhớ bạn ơi ngày sau sống sao cho trọn tình, vẹn trước vẹn sau mang niềm tin cùng khát khao ngày mai, ước nguyện một tương lai bao niềm luyến mơ của tuổi học trò. Khung trời nhớ thương Phương ơi, đường đời muôn vàn lối, mỗi đứa một nơi, biết bao giờ sẽ tương phùng. Lệ tràn mi cay, nỗi niềm không dám nói. Hẹn thùng trao nhau chút kỷ niệm xưa dấu yêu. Mai sau khi thoá niềm mong đời đó, nhật ký ngày xưa viết thêm lời yêu dấu ngọt ngào, trước đời bên nhau cùng say niềm mơ ước. Hẹn một ngày sau rồi chúng mình sẽ lại gặp nhau. Thời gian rồi cứ trôi xóa màu mực in. Xin nhớ bạn ơi ngày sau sống sao cho tròn tình, vẹn trước vẹn sau mang niềm tin cùng khát khao ngày mai, ước nguyện một tương lai cùng bao niềm luyến mơ của tuổi học trò. Khung trời nhớ thương Phương ơi,
tuổi học trò khung trời nhớ thương. Phượng ơi, con đi đâu mà sửa soạn ăn mặc đẹp quá vậy? Thì con ngoại. Thiệt? Dạ thì con sắp thi một chương trình ca hát, mà con thấy con hát chưa có được ngoại ơi. Với lại con cũng không biết ai dạy cho con nữa. Ngoại nè. Hả? Ừ, ngoại chỉ dạy cho con được luôn á hả? Ừ. Vậy hồi đó mẹ con cũng được ngoại dạy đúng không ngoại? Đúng rồi. Hồi xưa còn nhỏ đó, mẹ con á cũng được bà ngoại dạy nên mới được như vậy nè. Dạ, con nghe hồi hôm bữa mẹ con có nói với con là ông ngoại hồi xưa là nhạc sĩ. Là nhạc sĩ Hoàng Ân, đời cái Hạ Quy Di đó con. Wow, vậy hồi xưa bà ngoại đi hát, bà ngoại lấy tên là nghệ sĩ bà ngoại đúng không ngoại? Con nhỏ này, ai mà lấy tên nghệ sĩ bà ngoại bao giờ? Bà ngoại hồi xưa đi hát á, cái nghệ danh của bà ngoại là Trang Thiên Lý. Wow, tên của bà ngoại đẹp thiệt á. Vậy ngoại ơi, bây giờ con thử ca, rồi có gì sai ngoại chỉ con nha. Ờ, con cứ hát đi. Dạ. Sông Hậu tiện anh đông đầy dòng nước mắt, sông vỗ mênh mông bồng dòng sông mai vang lên câu hát dòng. Bà ngoại, con đố bà ngoại nha, bài này là bài gì? Bài Tiễn Anh Bên Bờ Sông Hậu của ông ngoại hồi đó đờn cho ông ngoại ca đó. Wow, vậy bà ngoại thấy con chắc có hay không? Hay lắm, nhưng mà con nhớ là xuống câu vọng cổ đó phải cho ngọt, cho im, cho mùi. Dạ. Mới được lòng khán giả nha con. Bà ngoại ơi, nhưng mà xuống sao vậy bà ngoại? Bỗng vang lên câu hát dòng hò. Ngoại con có con ca hay quá à. Vậy bây giờ con ca nha ngoại. À, con ca đi. Trộn mang thân tầm sầu đau giang lao chẳng mạng giang lao dấu bao đoạn trường bao vui buồn đi qua nhưng tiếng ca luôn dân người tri âm bốn phương từng tiếng tơ dân dương người ơi cho đời dời bao đắng cay cùng chung tay kết yêu thương xây đời yêu nghề gắn công dồi trao trải bao thế cuộc vẫn sáng ngời tình yêu biết à, biết ơn cuộc đời đem lời ca qua theo tiếng tơ rất nhiều ước mơ đời ta bước qua
mà sao tiếng ca dân thi tha ân tình, bởi nặng tình tri âm. Lời ca chan hòa yêu thương và cải lương luôn sống hoài trong ta. Bye.
trò hoa tệ cho Trung Hậu. Dưới trăng mơ màng bóng trầm nhạc khoáng nỉ non, sắc áo xiêm y từng đêm sân khấu rạng ngời, vua hiền tôi trung chiến quân tham tàn dành non sông sân danh con rồng đất Việt ngàn năm sử. Sắc son dưới sân khấu muôn màu, dù đời thôn già hay chốn phồn hoa vẫn đắm say bao thế hệ qua từng câu ca thiết tha, vẫn cháy hết mình cho cả giờ. Bao bước thân trầm của sân khấu cài lương cũng không thể lung lay được niềm đam mê bất tận, cả một kho tàng mà chúng tôi xin gìn giữ để đến mai sau cài lương mãi lưu truyền. Dù cho giật đôi sao dời lòng ta son sắc vẹn tình thủy chung, cái gánh hát ca theo tiếng bồ lương truyền toàn tình sanh dân anh.
bốn bè xuôi mái lá nghèo cũng đừng dồ xiêu. Dẫu mà con nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không éo mới mưa dầm mày lại về chưa. Trời xa mưa giông, cho mưa eo gió mèo cây cầu và bắn qua sông để mẹ về nước tuột nụ dây. Trời xa mưa giông, thua buồn con bãi đưa đò cũng lạnh lùng. Trời còn ngàn năm cứ rơi hoài để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo chén cắn cá còn giá lạnh nữa.
một ngày mà bao nỗi đắng cay. Lòng không vui thương nhớ lệ thấm đen nhang tàn trong hư ảo mơ màng. Con thấy lại mẹ cha dù mang thân diện sư hồn vẫn ở quê nhà. Trời tan cơn mưa thì trời lại nắng, nhưng con biết tìm đâu cha mẹ ở trên đời. Trời không xa mưa giống nơi quê người xứ lạ, con vẫn nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn.
cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Hẹn đẹp lòng người đi, em biết chăng em đã bao năm rồi không về miền chung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách chợ giờ xa xôi đôi đường. Còn thương sao là thương, nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hồ ngoài vắng lâu chiều nao, ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi chờ anh về. Lòng trái đi ngàn phương, mỗi khi sương chiều xóa nhòa cột hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buồn, tôi vẫn còn thương. Về chơi thôn vị, nhìn nắng hàng câu, nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc. Lá trúc che ngang mặt chữ điền, lòng trái đi ngàn phương, mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buồn, tôi vẫn còn thương. Người hỗ trợ thật lớn cho Quốc Linh, Quỳnh Nhi và ca sĩ Phương Mỹ Chi. Wow, một không gian quá đẹp. Hay quá à. Nếu mà hay vỗ tay cái nữa được không à? Phương Mỹ Chi, cảm giác của con như thế nào khi hát cùng với hai bạn? Lâu lắm rồi con mới được sống lại cảm giác hồi hộp khi mà tham gia một cuộc thi. Mấy em có tinh thần học hỏi rất là nhiều. Đây là một điều rất là đáng quý. Và các em hát dòng nhạc này quá là tình cảm, quá là hay. Con mong là quý vị cũng sẽ yêu thương các em thật là nhiều. Và con đường nghệ thuật của hai em sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn.